Xin chào bạn và đây là chiếc Oppo A74 một chiếc điện thoại tầm trung nữa đến từ nhà Oppo và hôm nay thì mình đang có đây cả hai phiên bản màu sắc đầy đủ của chiếc A74 này nó sẽ mang đến cho những người dùng những trải nghiệm như thế nào trong cái tầm giá niêm yết là 6,7 triệu đồng rồi quay trở lại với cái phần đóng hộp các bạn thấy rằng là phía trước á, thì chúng ta sẽ có hình của sản phẩm luôn tuy nhiên các bạn cần lưu ý này là dù ở bất kỳ một cái phiên bản màu nào thì dù là màu xanh thời thượng hay là màu đen mạnh mẽ thì ở phía trước nó chỉ là màu xanh thôi nha các bạn muốn biết thì các bạn phải lật ra ở phía sau như thế này à, với cái phiên bản màu đen á, thì mình cũng đã mở ra rồi mình rọc siêu sẵn rồi cho nên là mở thì nó cũng rất là đơn giản nhưng mà mặc dù mở hai 3 lần rồi nhưng nó vẫn hơi khít chơi một hai lần thì nó vẫn còn khít lắm chỉ khi nào mà chơi khoảng chục lần đó, thì nó mới bớt khít thôi đây các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ được tặng kèm một cái ốp lưng dạng trong suốt này que chọc sim rồi là một tá sách hướng dẫn sử dụng và sách bảo hành nha và đây là nhân vật chính của chúng ta Chiếc Oppo A74 phiên bản màu đen Nhưng mà thôi, xin nó mình sẽ chia sẻ với anh em sau Và đây là về cái phần adapter sạc Thì chúng ta sẽ có công suất sạc sẽ là 33W Và đây không phải là sạc vốc nha các bạn Nó chỉ là kiểu bình thường thôi Chứ không phải là sạc vốc Cho nên là các bạn hoàn toàn có thể là sử dụng những cái adapter khác Ví dụ như đến từ nhà Xiaomi Cũng có thể là sạc nhanh 33W Dành cho chiếc Oppo A74 này được Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm một cái sợi cáp USB-C Và một cái tay nghe Để coi thử có phải là dạng in không không nha. À không phải là dạng India các bạn ạ, cho nên là các bạn nghe một thời gian á thì nó cũng không bị đau tai đâu. Và đó là phiên bản màu đen và bây giờ thì mình sẽ rọc siêu luôn cho anh em về cái phiên bản màu xanh này. Chíu. Thực ra thì à, rọc ra để cho các bạn có thể là thấy được cái màu thôi Cho các phụ kiện thì nó cũng y hệt nhau á, nó cũng khác gì nhau đâu. Nói chung là có được cái dao rọc sướng thiệt á. Đấy. Màng 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 màng. Đó, rồi, chúng ta sẽ thả nó xuống ở đây nè Giật nó ra. Đấy, rất là nhanh gọn ha đây là cái phiên bản xanh thời thượng các bạn ạ màu sắc thì nó sẽ khác còn cái phụ kiện bên trong á thì nó cũng y hệt như vậy mà thôi wow nói chung công nhận là những chiếc máy tầm trung của bên nhà oppo họ làm màu sắc phải gọi là cực kỳ bắt mắt Đấy các bạn nhìn vào đã thấy à, à quá đẹp luôn rồi đó bóc luôn cái này này bóc luôn đó rất là ngon ha và đây mình sẽ sâu luôn cho các bạn hai phiên bản màu sắc có lẽ hiếm có video nào mà có sẵn đầy đủ hai phiên bản màu sắc cho anh em xem như thế này cho nên là các bạn đừng quên để lại một like một comment rồi là share cái video ngày hôm nay nha à cái okay, nhầm đừng quên là shop luôn đó thì các bạn thấy rằng là cái phiên bản màu xanh hay là phần màu đen thì nó đều có khả năng biến đổi màu sắc tuy nhiên cái điểm mà mình lưu ý cho các bạn này là cái phiên bản màu xanh này á, thì nếu mà các bạn nhìn ở một cái góc khoảng tầm là 90 độ á, thì nó sẽ hơi là xanh xám nha chứ nó không phải là xanh bạc đâu trừ khi mà các bạn nghiêng ở những cái góc khác nhau thì nó mới trở thành là xanh bạc thôi còn nếu mà nhìn 90 độ như thế này này. Các bạn thấy rằng là nó sẽ hơi xám xám đúng không? Và mặt lưng được hoàn thiện bằng nhựa. Đây. Rõ vào cho các bạn này. Đó, chỉ được hoàn thiện bằng nhựa thôi và đây là mặt lưng dạng bóng nha. Cho nên là các bạn cần phải mang cho nó thêm một cái ốp lưng chứ không là sau một thời gian mà các bạn không mang ốp á thì cái mặt lưng nhựa này mà nó trầy thì nó ghê lắm cho nên là các bạn lưu ý là nên mang cho nó một cái ốp lưng ở phía đấy thì chúng ta sẽ có cái cụm camera dạng bếp từ và cái thiết kế cụm camera này thì mình thấy rằng là nó cũng khá là đẹp ấy với camera chính là độ phân giải là 48 mươi này chúng ta sẽ có thêm hai cái camera phụ nữa và mình đang hiển thị trực tiếp cho anh em có thể là dễ dàng theo dõi ha còn cảm giác cầm nắm ở trên chiếc oppo a 74 này thì mình thấy rằng là nó cũng có một thiết kế khá là mỏng nhẹ đấy nó không quá là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng nắm đâu nói chung là cầm nắm rất là dễ dàng Và với cái phiên bản màu đen này á, thì mình cũng đã khởi động lên rồi Thì các bạn thấy rằng là viền màn hình phía trước của nó Thì cũng không quá dày đâu Nói chung là nếu mà để so với những chiếc máy Realme á thì mình thấy rằng là Oppo đợt này họ còn làm mỏng hơn một chút so với là bên nhà Realme, Realme là làm dày cộ mà những cái này nó còn bớt hơn một tí xíu. Tất nhiên là trong cái tầm giá này các bạn hoàn toàn có thể là tìm ra được những chiếc máy khác có cái phần cầm nó sẽ mỏng hơn so với là Oppo A74 nha. Còn về cái phần nốt ruồi thì mình thấy rằng là nó cũng không quá to nhưng mà cũng không đến nỗi là quá nhỏ đâu, nói chung là ở mức là chấp nhận được trong cái tầm giá như thế này. Còn về chất lượng màn hình thì mình đánh giá là Oppo A74 nó có một cái chất lượng thì cũng khá là ổn trong cái tầm giá. Mặc dù là có hai điểm mình không thích lắm ở trên chiếc máy này. Thứ nhất á, là về cái mức độ nổi khối của nó thì không quá xuất sắc cho lắm và thứ hai là nó không có tần số quét cao là 90 hay là 120 Hz các bạn ạ. Lý do tại sao thì mình sẽ nói ở phần hiệu năng nha. À, còn về góc nhìn hay là màu sắc thì mình thấy rằng là nó cũng tương đối là ổn đấy. À quên mất là độ sáng màn hình của nó cũng chỉ ở mức là trung bình khá thôi chứ nó không phải là quá xuất sắc lắm trong cái phân khúc giá khoảng dưới 7 triệu và trên 6 triệu đồng nha các bạn. Và lý do mà bên nhà Oppo không trang bị một cái tần số quét là 90 hay là 120 Hz dành cho chiếc Oppo A74 là bởi vì nó chỉ sử dụng vi xử lý là Snapdragon 662 mà thôi. Cho nên là việc mà trang bị một cái tần số quét cao á, thì đâm ra nó còn gây hiện tượng giật lag cho chiếc máy này chứ đừng nói gì là chúng ta có thể là sử dụng được một mà. Và ngoài ra thì chiếc Oppo A74 chúng ta sẽ có 8 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong này. Camera selfie sẽ có độ phân giải là 16 MP và viên pin là 5000 mAh. Và đó là những điểm mà mình muốn chia sẻ nhanh cho anh em về chiếc Oppo A74 với cái tầm giá 6 triệu đồng. Các bạn muốn mình so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào? Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu có thấy video này hữu ích, các bạn đừng là một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình nha. À, quên mất là chiếc máy này cũng không có hệ thống loa kép stereo nha, cho nên là các bạn đừng kỳ vọng về chất lượng âm thanh của nó quá là xuất sắc trong tầm giá. Còn bây giờ thì bye.